Sản phẩm lúc đầu test giá rẻ và ngày sau bị đắt nên giải quyết sao anh Tuấn? Cái câu chuyện mà chúng ta chạy quảng cáo ấy, đặc biệt chúng ta đu trend ấy, thì tôi đã nói rất nhiều lần với các bạn rồi. Các bạn đánh hàng trend các bạn phải đánh nhanh rút gọn. Làm hàng trend nó giống kiểu là các bạn đánh du kích, các bạn phải đánh nhanh rút gọn cho tôi. Còn các bạn để càng lâu thì nó càng có rủi ro, bởi vì như thế này này. Bây giờ chúng ta không thể nào chúng ta dự đoán trước được các bạn nhé. Khi các bạn test các bạn phải để ý cho tôi là không phải chỉ có mỗi giá mét, mà các bạn phải để ý xem có thể bán được hàng hay không. Cái mức độ cạnh tranh của sản phẩm đấy như thế nào. Các bạn có thể sử dụng một vài cái công cụ spy thấy mõm ấy là hay đi copy lại nội dung của tôi đấy, tôi không thèm nói đấy. Các bạn dùng cho tôi mấy công cụ spy và ad library kết hợp với nhau, sau đó các bạn tìm cho tôi xem là có nhiều thằng đối thủ đã bán cái sản phẩm giống của các bạn và tương tự của các bạn hay chưa, thì đấy là một phần thôi, chứ chúng ta không thể nào dự đoán được 100% là cái sản phẩm đó bao giờ thì nó sẽ bị đắt lên. Nhưng mà thông thường các bạn chuẩn bị sẵn được một tâm lý là các bạn đánh hàng trend là nó sẽ đắt lên rất nhanh, càng ngày càng như vậy. Tại vì cái xu hướng bây giờ những người làm kinh doanh là các bạn phải biết năm nay là khủng hoảng suy thoái kinh tế, và vì thế nên rất nhiều người kinh doanh online và rất nhiều người sẽ nhảy vào đánh hàng trend. Vì suy thoái kinh tế cho nên là cái cấu trúc chi phí cố định, mặt bằng, cửa hàng, nhân sự bây giờ sẽ có xu hướng là người ta giảm bớt đi, bắt đầu làm từ 1 người, 2 người, 3 người như vậy thôi. Và vì thế nên là họ sẽ tập trung vào đánh hàng trend rất là kinh khủng. Khi mà các bạn đánh hàng trend như vậy, các bạn phải xác định một điều, nếu các bạn không đánh nhanh rút gọn thì các bạn sẽ bị tăng giá mét. Tăng giá mét thì chẳng có cách nào giải quyết cả ngoại trừ việc các bạn tiếp tục sản xuất video và hình ảnh của riêng mình thôi. Còn nếu mà các bạn đánh hàng Trung Quốc thì các bạn lấy nội dung của chúng nó, nhưng đến một lúc nào đó nó đắt lên thì chúng ta không thể nào chúng ta làm được cái gì cả. Các bạn có target kiểu trời gì nó cũng sẽ chỉ khắc phục được gọi là 1-2 hôm thôi, thì các bạn bắt buộc các bạn phải sản xuất thêm nội dung của các bạn. Nhưng mà các bạn phải nhớ một điều cho tôi là cái việc sản xuất lại media nó cũng không phải là giải pháp để cho các bạn đánh hàng trend mà các bạn là kéo dài được vòng đời sản phẩm đâu. Nó đã hết rồi thì các bạn không thể nào cố gắng chiến đấu được nữa, vì đến là chúng ta phải biết dừng đúng lúc.